Vâng, xin được kính chào tất cả quý cô bác anh chị khán giả, những cô bác anh chị yêu mến các sản phẩm đồ gỗ và đang có nhu cầu chọn mua và sử dụng. Có thể nói rằng đồ gỗ là một trong những mặt hàng được rất nhiều cô bác anh chị yêu thích và là một trong những cái sản phẩm mà chắc là không thể thiếu được trong không gian nhà. Chúng ta có thể nói đến những cái sản phẩm từ phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ, phòng ăn, nói chung là trong nội thất và kể cả ngoại thất luôn. Nhưng mà có một số những cái vấn đề mà quý anh chị cần biết và có một số những cái lưu ý để mà chia sẻ được cho cô bác anh chị khách hàng mà cơ sở muốn chia sẻ trong ngày hôm nay. Đó là những cái nguyên tắc làm sao để mà mình mua được những cái sản phẩm nó đúng chất lượng và tất nhiên là đúng giá cả đó. Vâng, một trong những nguyên tắc khi chúng ta đi mua bất kỳ một cái sản phẩm gì thì điều đầu tiên cơ sở cần chia sẻ và đặc biệt là trong ngành gỗ, đó là quý anh chị nên tìm cho mình một cơ sở rõ ràng. Trước hết, khi mà quý anh chị đã xác định bỏ tiền ra mua một cái món đồ thì chúng ta phải biết được cái cơ sở đó ở đâu. Đó, ví dụ như cơ sở bên em thì đây em đang quay cái xưởng gỗ của em này đó, và em quay cái làng nghề cho mọi người xem đó, để cô bác anh chị có thể thấy được rằng là cơ sở bên em là cơ sở sản xuất thật đấy, có địa chỉ này, nằm trong khu vực làng nghề đồ gỗ rõ ràng đó, chứ không phải là mình đi cầm điện thoại vào các cái xưởng gỗ liên quan để mình quay ké, mình đăng ké đấy, hoặc là nôm na thì nếu mình không muốn nói là các anh em đi cỏ đấy, cỏ gỗ. Dạ vâng, đó là điều tất yếu các anh chị nhé. Nguyên tắc vàng đầu tiên, tối quan trọng cho các bác khi đi mua đồ gỗ là như vậy. Tiếp theo thì cơ sở có một chia sẻ nữa, đó là quý anh chị lên tìm cho mình những cái sản phẩm mà nó phù hợp anh chị nhé, nó phù hợp. Chắc chắn thì trước khi đi mua, quý anh chị cũng sẽ kiểm tra trước, cũng tham khảo trước là mình sẽ thích sản phẩm gì, đúng không? Và cũng có thể tính được là căn nhà nhà mình sử dụng những cái sản phẩm nào cho phù hợp. Thì em nghĩ là trước khi đi các anh chị đã tính rồi. Nhưng mà khi mà quý anh chị tới cơ sở thì quý anh chị cũng cần phải tìm cái sản phẩm đó và kiểm tra. Thì kiểm tra làm sao? Thì hôm nay cơ sở cũng có một cái gọi là sự chuẩn bị để chia sẻ cho cô bác anh chị. Đó là kiểm tra về gỗ các anh chị nhé. Khi kiểm tra về gỗ thì một lời khuyên chân thành nhất cho cô bác anh chị, nếu được thì các anh chị nên tìm mua những cái sản phẩm mà nó còn mộc, ví dụ như thế này. Thì đây là một cái rất là tốt cho khách hàng, đặc biệt là những người chưa rành về gỗ thì các anh chị có thể dễ dàng kiểm tra các cái phần gầm đáy này, để biết được là cái sản phẩm nó có đúng gỗ không, đúng chất lượng hay là không. Đây là một điều quan trọng nhất, bởi vì trên một cái sản phẩm đồ gỗ thì cái gỗ nó là cái giá trị nhất. Sau đó thì nó mới đến các cái chi tiết đục chạm hoặc là đến những cái gọi là cái tiêu chuẩn đó. Rồi khi chúng ta đi xem một cái bộ ghế mộc thì cơ sở cũng chia sẻ quý anh chị cùng nhìn xem là các cái khớp nối này đó, các cái đường mộng mẹo này anh em làm thì nó có kín không, nó có đẹp không, sạch sẽ không. Rồi nhân tiện thì chúng ta cùng kiểm tra xem là gỗ nó khô, nó đạt độ khô hay là chưa đó. Đây là một điều rất quan trọng các anh chị nhá. Đó, và một điều nữa và cơ sở cùng chia sẻ thêm trong lúc mà các anh chị khi đi mua mộc, các anh chị cứ lật hết dưới gầm lên đó, để chúng ta kiểm tra xem là ở bên dưới này có bị pha tạp vào với những cái sản phẩm gỗ khác hay là không. Tại vì đây là một điều rất là quan trọng các cô bác anh chị nhá. Tại vì những cái phần khuất và những cái phần gọi như là dưới gầm ấy thì là những cái mà thông thường là hay bị che giấu đó. Dạ rồi. Tiếp theo thì cơ sở cũng cùng chia sẻ thêm cho cô bác anh chị là cái cách để chúng ta có thể lựa được những cái hàng mộc nó đẹp hơn nhá. Đẹp hơn thì khi chúng ta đi lựa mộc thì tất nhiên là với cơ sở thì người ta sẽ cho cô bác anh chị lựa thoải mái. Trên một cái sản phẩm đôi khi nó có thể là nó có hai hoặc ba sản phẩm khác nhau, thì chúng ta cứ thoải mái trong cái việc chúng ta lựa chọn. Thì chọn hàng mộc thì có một số những cái kinh nghiệm như sau chia sẻ cho cô bác anh chị, đó là chúng ta cùng nhìn vào cái màu sắc cây đó, nhìn vào một cái sản phẩm thì trước hết thì một cái sản phẩm nó đẹp và chất lượng thì nó cũng được đánh giá khá nhiều vào cái phần màu sắc.
Thì chúng ta nhìn cái màu sắc cây nó đồng đều, nó đẹp. Đó, thì màu sắc cây của lúc mộc ấy mà nó đều ấy thì chắc chắn là lúc sơn lên thì nó cũng sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Đó, đây là một điều rõ ràng các cô bác anh chị nhá. Đó. Và một cái gọi là kinh nghiệm và là xương máu và quan trọng và rất giá trị, đây là một điều mà thật sự rất nhiều người chưa biết luôn, thì cơ sở khuyên là các anh chị nếu được với đồ gỗ thì các anh chị lên đặt trước các anh chị nhá. À, có thể là những cái khi chúng ta xây nhà thì có thể là các cái phần nhôm kính hay là các cái phần gọi là sơn si chúng ta không cần phải lo, nhưng mà đồ gỗ thì nó khác nha. Bởi vì sao em phải chia sẻ, đó là gỗ này, cái bản chất của gỗ tự nhiên thì chúng ta cần phải biết rằng là nó cần phải có cái độ khô các anh chị nhá, nó cần phải khô. Thì khi mà cái sản phẩm nó khô, nó đảm bảo thì cái sản phẩm chúng ta sơn lên, chúng ta dùng nó mới bền được, nó mới hạn chế được cái hiện tượng là xì mủ xanh này, hay là lứt xé, hay là răm rút về sau này. Cho nên nếu được thì khuyên các anh chị là nên đi đặt hàng trước. Đấy, lên đặt hàng trước. Và khi chúng ta đặt hàng trước ấy thì những cái cơ sở sản xuất, ví dụ như chúng em ở đây, thì chúng em sẽ có cái thời gian chúng em xẻ cây ra, đúng không? Mình xẻ cây ra, mình để nó khô, nó có thời gian khô, nó đảm bảo hơn. Thì cái sản phẩm của mình lúc sau này chúng ta sơn lên thì nó sẽ đảm bảo. Ví dụ như cơ sở bên em làm chẳng hạn đi, thì ví dụ như bên em đang làm giường, thì trước lúc mà bên em đang làm hoàn thiện những chiếc giường này thì những cái bộ khung của ghế đó, ghế gầm các kiểu bọn em phải làm trước hết rồi. Và gỗ lạt của khách hàng nhiều khi đặt hàng trước bên em cũng đã phải cưa ra trước đó. Cho nên đây là một cái điều rất là tốt và là một điều rất là quan trọng cho khách hàng khi đi mua. Vâng, và đó là chia sẻ của đồ gỗ Mộc Nam Huy xoay quanh vấn đề đi mua đồ gỗ và mua làm sao để chúng ta có thể mua được những cái sản phẩm mà đẹp này, hợp lý này, đúng chất lượng, đúng giá cả và tìm được những cơ sở uy tín. Ngoài ra thì có một điều mà cơ sở nhấn mạnh với cô bác anh chị cũng như là một điều quan trọng nữa cơ sở muốn chia sẻ, đó là hiện tại trên thị trường, trên không gian mạng bây giờ ấy, thì cái việc mà tạo được một cái tài khoản và tạo được một cái kênh YouTube nó rất là dễ. Thật sự thì nhiều khi các em chỉ mười mấy tuổi các em nó cũng làm được rồi. Cho nên là có nhiều những hiện tượng là lấy video của các cơ sở khác tự đăng lên và nhận cọc và chiếm đoạt tài sản các anh chị nhá. Các anh chị nên lưu ý cái vấn đề này để sau này các anh chị tránh mất cái tình huống, tránh gặp những tình huống là chúng ta xem video chúng ta thấy là có cái sản phẩm này đẹp hơn, rẻ hơn, hay là chúng ta không biết được cơ sở, không tìm được đến nơi thì chúng ta gặp những tình huống chúng ta bị lừa. Điều này rất là đáng tiếc, cho nên các anh chị cũng cùng lưu ý. Vâng, xin chào và xin hẹn gặp lại.